phim Việt tranh tài tại Liên hoan phim quốc tế. Phim Việt đến với các liên hoan phim LHP quốc tế tranh tài đã không phải là chuyện hiếm lạ. Sau những liên hoan phim quốc tế như Busan, Tokyo thì lần này, tác phẩm của các đạo diễn trẻ người Việt Lê Lâm Viên, Nguyễn Thị Xuân Trang, Tuấn An Chu Nguyễn sẽ cạnh tranh nhiều hạng mục tại liên hoan phim quốc tế Singapore 2022. Phim The Unbridled of a Troubled Horizon của đạo diễn, đồng biên kịch Tuấn An Chu Nguyễn cạnh tranh hạng mục Undercurrent, dòng chảy ngầm. Đây là hạng mục dành cho các tác phẩm có hướng đi thú vị và cách diễn đạt, táo bạo thông qua cách xử lý dầu trí tưởng tượng đối với hình ảnh động. Phim lấy cảm hứng từ cuộc sống người dân Quảng Trị, miền Trung Việt Nam, nơi gánh chịu nhiều bom đạn trong các cuộc chiến tranh. Dù thời gian qua đi, mảnh đất và con người nơi đây vẫn chưa nguôi vết thương lòng. Nội dung xoay quanh nhân vật Nguyệt, một phụ nữ sắc sảo, nhạy bén kinh doanh tiệm phế liệu ở Quảng Trị. Cô chăm sóc mẹ của mình, người vẫn đau buồn sau khi chồng qua đời vì bom nổ. Nguyệt tình cờ phát hiện ra mối liên hệ kỳ lạ giữa mình và một nhà điêu khắc nổi tiếng người Mỹ đã qua đời, khám phá ra những điều khác lạ từ nghệ thuật. The Unbridled of a Troubled Horizon cũng được công chiếu lần đầu, phục vụ khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Singapore 2022. Ngoài Tuấn An Chu Nguyễn, tác phẩm Fix Anything, tạm dịch, Gì Cũng Sửa của đạo diễn Lê Lâm Viên cũng tham gia tranh tài tại hạng mục Southeast Asian Short Film Competition, phim ngắn Đông Nam Á. Phim sẽ cạnh tranh với 16 phim ngắn khác đến từ nhiều quốc gia. Tác phẩm Fix Anything thuộc top 5 dự án phim ngắn CG mùa 2 năm 2019. Phim có thời lượng 15 phút, thuộc thể loại phiêu lưu hài hước. Nội dung phim kể về hành trình trong một đêm nhiều biến cố của hai bố con làm nghề sửa chữa lưu động. Nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời vào tháng 8 năm 2021, đóng vai bố, một người thợ già có tính cách khó lường. Ông có khả năng chế tạo các loại máy móc từ phế liệu. Mọi chuyện bắt đầu khi ông giới thiệu cho con trai về một cỗ máy có thể xóa trí nhớ, kèm theo đó là một kế hoạch với kỳ vọng giải quyết món nợ tiền nhà. Đây là một trong những dự án phim mà nghệ sĩ Giang Còi tham gia trong những năm tháng cuối cuộc đời. Trong hạng mục Southeast Asian Film Lab, phòng thí nghiệm phim Đông Nam Á, hai nhà làm phim Việt là Lê Lâm Viên cùng Nguyễn Thị Xuân Trang, tranh tài cùng 10 nhà làm phim trẻ đến từ các nước Đông Nam Á. Hạng mục này có các chương trình nhằm mang đến không gian hợp tác, nuôi dưỡng cho các nhà làm phim Đông Nam Á đang bắt tay thực hiện dự án phim dài đầu tiên. Những người tham gia có cơ hội lắng nghe ý kiến từ 3 cố vấn là các nhà làm phim chuyên nghiệp về dự án phim dài của mình. Họ cũng nhận được những chia sẻ kinh nghiệm để chỉnh sửa, bổ sung cho dự án. Cuối cùng, họ sẽ thuyết trình trước hội đồng gồm các chuyên gia trong ngành về dự án phim dài, thuyết phục họ chọn dự án của mình. Những nhà làm phim nào thuyết phục thành công sẽ có cơ hội nhận giải Most Promising Project, dự án triển vọng và Fellowship Prize, đồng đội. Lê Lâm Viên mang đến hạng mục này dự án Fix Anything, còn Nguyễn Thị Xuân Trang là dự án What The Hell. Lê Hồng Phong, quốc tế Singapore 2022, diễn ra từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Đây là liên hoan phim quy tụ nhiều nhà làm phim trẻ của khu vực Đông Nam Á.